năm 2014, chính phủ quyết định đóng cửa rừng tự nhiên. Do vậy, nguồn nguyên liệu gỗ nội địa chỉ trông chờ vào gỗ rừng trồng. Mặc dù nhà nước đã có những chính sách ưu đãi về thuế như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm đầu tiên, tiếp tục miễn 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo. Tuy nhiên, việc phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu hiện doanh nghiệp vẫn gặp nhiều vướng mắc. Có nhiều cái, ví dụ như bên mình muốn làm một cái nguồn gốc về cái gỗ chẳng hạn, thì có thể là cái đất rừng này là của một ông A. Đấy, nhưng mà cái quyền sở hữu ở trên cái sổ đất lại không phải là của ông đấy, bởi vì là họ đã trao tay đi rất là nhiều, qua rất là nhiều người rồi. Thế thành ra là nếu mà để làm về cái hỗ trợ, để làm về cái chứng chỉ và nguồn gốc của nguyên liệu là cũng rất là khó khăn. Chi phí để xin được cái chứng chỉ là rất tốn kém. Ví dụ như là một cái lâm trường khoảng 10.000 hecta, bình quân có khoảng 5 đô la. Đấy, thì riêng cái cấp chứng chỉ mất là 50.000 đô la, 1 tỷ bạc người ta lấy tiền đâu mà làm cả. Mà nhà nước thì lại không hỗ trợ. Tập trung tại các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Trung Bộ, hiện lượng nguyên liệu gỗ rừng trồng đạt khoảng 3,2 triệu hecta, với trữ lượng gỗ đạt khoảng 60 triệu mét khối. Tuy nhiên, lượng gỗ này chủ yếu là keo và bạch đàn. Loại gỗ khai thác ở độ tuổi từ 6 đến 10 năm, đường kính nhỏ, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu. Thiếu nguồn nguyên liệu gỗ đáp ứng tiêu chuẩn trong nước đang khiến doanh nghiệp sản xuất bị động. Chính phủ hãy để tâm đến cái nguồn nguyên liệu. Bởi vì nguyên liệu là cái mà Việt Nam đang rất là mạnh nhất là nguyên liệu thô. Nhưng hiện tại là đang bị khai thác rất là tràn lan. Và thứ hai nữa là không có một kế hoạch rõ ràng về ngành nguyên liệu. Làm nhiều lúc giá nguyên liệu thị trường biến động rất là mạnh và làm ảnh hưởng đến cái giá thành bán ra rất là nhiều. Về lâu dài, theo các chuyên gia, Việt Nam cần điều chỉnh cơ cấu rừng trồng, nâng cao chất lượng rừng để đạt sản lượng gỗ thương phẩm bằng 80% trữ lượng, trong đó có 40% là gỗ lớn. Bên cạnh đó, cần đầu tư giải pháp công nghệ để nghiên cứu, tuyển chọn các giống cây cho năng suất cao, chất lượng tốt, có đặc tính phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong nước và xuất khẩu.